Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Những vấn đề cử tri quan tâm. Thưa quý vị, những năm đầu tái lập tỉnh, nhiều xã thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn được xem là rốn lũ của tỉnh, bởi mỗi khi vào mùa mưa bão, nước ngập mênh mông, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn, khiến đời sống nhân dân khổ cực, thiếu đói quanh năm. Song nhờ sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và huyện, cùng sự định hướng lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp đời sống nhân dân các địa phương này từng bước khởi sắc, kinh tế ngày một đi lên, diện mạo nông thôn đã thực sự đổi khác. Về thăm xã Gia Minh, một trong những xã thuộc vùng phân lũ, chậm lũ của huyện Gia Viễn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của địa phương này, nơi mà trước đây thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với lúa là cây trồng chính. Ấy vậy mà khi mưa lũ có năm mất trắng, dẫn tới năng suất bình quân không đạt nổi 40 tạ một hecta. Giá trị hecta đất canh tác chỉ đạt vài chục triệu đồng, toàn xã không có ngành nghề phụ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 40%. Tuy nhiên nhờ hệ thống đê được nhà nước đầu tư kiên cố, bám sát định hướng của tỉnh, của huyện năm 2016, xã bắt đầu thực hiện dồn điền đổi thửa, quy hoạch lại vùng sản xuất. Đối với cây lúa, đã tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn bà con thâm canh, đồng thời đưa các giống chất lượng cao vào sản xuất, đã giúp năng suất đạt tới 60 tạ một hecta. Nhiều hộ dân đã biến khó khăn thành lợi thế, nhân rộng mô hình lúa cá, tích tụ ruộng đất, làm ao nổi để phát triển mô hình thủy sản chuyên canh với tổng diện tích 22 hecta. Nhờ vậy mà tổng sản lượng thủy sản của xã đã tăng lên tới 600 tấn một năm, nhiều hộ thu lãi cả tỷ đồng. Khi mà tôi làm thì vận động nhân dân, tôi các tổ chức tập thể là làm các công trình nạo vét kênh mương, nhưng mà đến giờ này được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì kênh cứng nên là bảo đảm trong khi việc tưới tiêu cho phục vụ sản xuất nông nghiệp là rất thuận lợi. Trong những năm tới tôi biết là lãnh đạo Đảng, chính quyền Gia Minh là tiếp tục phấn đấu là giảm hộ nghèo tiếp nữa. Vì tôi tin chắc là với cái thành quả như thế này, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì chắc chắn là sẽ đạt được. Mong muốn của tôi thì tiếp tục được với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hơn nữa đối với Gia Minh, để làm sao Gia Minh chúng tôi là phấn đấu trở thành một thị xã nông thôn kiểu mẫu. Gia Minh của chúng tôi là thuộc vùng chiêm trũng, thì cán bộ và nhân dân cũng xác định đây không phải là một khó khăn mà nó là một lợi thế. Thì từ cái địa hình của Gia Minh thì trong những năm qua thì cấp ủy chính quyền đã tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi cái cơ cấu sản xuất, đặc biệt là chúng tôi xây dựng các cái vùng thủy sản. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động, đã thành lập được một hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản của xã, và hiện nay hợp tác xã này làm ăn cũng rất hiệu quả. Từ chỗ thu nhập có thu nhập thì đời sống nhân dân cũng tiếp tục cải thiện. Đi trên con đường nông thôn mới, nhìn ngắm cánh đồng lúa xanh mướt, ông Đinh Quang San, nguyên bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Long, huyện Nho Quan, những năm đầu tái lập tỉnh không khỏi phấn khởi khi đời sống nhân dân trong xã đã đổi thay rõ rệt, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc. Bởi cái thời mà ông còn công tác, việc lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng suất lúa để người dân được đủ ăn vô cùng khó khăn, do nằm ở vùng xả lũ, đê Lợi Hà lúc bấy giờ thấp nên thường xuyên ngập úng, sản xuất lúa vụ chiêm còn không ăn chắc, một sào chỉ được 70 đến 80 kg đã khiến cái nghèo luôn đeo bám. Nhưng nhờ sự đầu tư kiên cố hóa kinh mương, thủy lợi nội đồng cùng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thay đổi cơ cấu cây trồng đã giúp đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Do cái tích cực chuyển đổi cái giống lúa, giống cây trồng ấy, đưa khoa học kỹ thuật vào, được phòng nông nghiệp huyện hỗ trợ giúp đỡ, đúng là cái nông nghiệp Đức Long trở thành một cái gọi là cái lá cờ đầu của huyện về vấn đề năng suất cây trồng. Bây giờ Đức Long là chủ yếu chú trọng ấy, là cái việc cái là sản xuất cái giống lúa ngon, đấy, giống có chất lượng cao thôi. Đối với kinh tế của Đức Long thì từng bước được nâng lên là rõ rệt. Ví dụ từ cái thu nhập của người dân từ năm 2016 thì chỉ có 30 triệu. Đến bây giờ chúng tôi đã coi như là tới hơn 40 triệu trên đầu người. Đấy, và đặc biệt là cái khu vực lũ thì đã được nâng cấp đê từ năm 2004 nay. Thì cái hiện tại là về cái vùng trong lũ, trong đê ấy, thì đã được an tâm sản xuất và các mô hình đã được đầu tư chú trọng, đã yên tâm hơn. Nhớ lại những năm đầu tái lập tỉnh, lưu vực phân lũ sông Hoàng Long của tỉnh Ninh Bình gồm 15 xã, trong đó có 11 xã thuộc huyện Nho Quan và 4 xã thuộc huyện Gia Viễn. Với diện tích tự nhiên 15.400 ha, có 18.000 hộ với 75.670 khẩu. Trận lũ lịch sử năm 1985 và 2007 đã gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của người dân nơi đây.
Mỗi lần phân lũ như vậy là toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của nhân dân đều bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập tới 3 mét và thời gian kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Lũ lụt đã phá hủy nghiêm trọng các công trình, cơ sở hạ tầng trong vùng, mùa màng thất thu. Có những năm lúa mất mùa, nhân dân thiếu đói, đời sống khổ cực. Tỷ lệ hộ nghèo lúc bấy giờ chiếm tới 40 đến 50%. Năm 2009 được xem là dấu mốc quan trọng khi Trung ương và tỉnh đã triển khai dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đê tả hữu Hoàng Long, đê Đức Long, Gia Tường, Lạc Vân, nhất là xây dựng đập tràn Lạc Khoái với tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng nhằm điều tiết nước, giảm số lần phân lũ và từng bước tiến tới xóa bỏ việc phân lũ cho hai huyện Nho Quan, Gia Viễn, đã mở ra cơ hội mới, thuận lợi mới để cấp ủy Đảng, chính quyền các xã tập trung định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Hình thức sản xuất ngày đấy thì con trâu đi trước, cái cày đi sau. Phải dùng gầu sòng, gầu dai để mà tát nước. Sản xuất nông nghiệp hiện nay thì bà con bây giờ là theo cái hướng là công nghiệp hóa, hiện đại hóa rồi. Cho nên là máy móc là chủ yếu và cái năng suất của cây lúa hoặc là con giống ấy là cũng áp dụng khoa học kỹ thuật rồi. Chúng tôi bây giờ không có ăn cái gạo mà xấu đâu, mà ăn toàn gạo ngon, gạo dẻo, gạo thơm đấy. Thì phải nói là đời sống của người dân đến bây giờ mà nói thì tôi tưởng nằm trong mơ. Ngăn được lũ, tình trạng ngập úng kéo dài ở khu vực vùng trũng đã được kiểm soát. Kể từ đây, hàng loạt các chương trình, dự án để nâng cao thu nhập được quan tâm. Trong đó vào năm 2016, các xã đã thực hiện cuộc cách mạng chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa. Thay vì 4 đến 5 mảnh một hộ, đến nay chỉ còn 1 đến 2 mảnh một hộ. Đất đai đã được dồn đổi, tích tụ, đất công ích được quy hoạch tập trung. Cùng với đó, các xã cũng ưu tiên nguồn lực để làm đường giao thông, kiên cố kinh mương thủy lợi nội đồng. Từ vùng rốn lũ năm nào, giờ đây xã nào cũng đã quy hoạch gọn vùng, gọn thửa, tạo điều kiện để nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ giống lúa dài ngày, năng suất thấp thì nay đã được chuyển đổi sang giống lúa chất lượng cao, năng suất đạt tới 60 đến 65 tạ một hecta. Đồng thời dần hình thành và xuất hiện các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, tổ hợp tác xã cây trồng, con nuôi, trong đó chủ lực là thủy sản, cây dược liệu phát triển đem lại hiệu quả cao. Năm 2017, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác các xã vùng phân lũ, chậm lũ bình quân đạt 70 triệu đồng một hecta, thì đến năm 2021 đã đạt trên 100 triệu đồng một hecta. Cá biệt vùng nuôi thủy sản chuyên canh như ở xã Gia Minh, Gia Phong, Gia Tường đạt tới 200 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một năm. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 2% theo tiêu chí mới. Nhưng tôi là thường thường ấy là sau khi cái gặt lúa chiêm xuân xong ấy thì đã có những cái mô hình chuyển đổi như là lúa cá, và hơn nữa thì năm 2017 thì đã thành lập cái hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, thì đến nay là cho cái hiệu quả kinh tế rất cao, và đặc biệt nữa là các cái mô hình được nhân rộng như là nuôi trồng thủy sản, hợp tác xã nấm hay là hợp tác xã thỏ. Nhưng tôi tính sơ bộ là đạt khoảng 90 triệu đồng trên hecta cho một năm. Lắm lúc hình dung như là cuộc mơ, chỉ mong nhà nước hướng dẫn cho dân càng ngày càng phát triển hơn. Bởi vì dân bây giờ như tôi nói, có mà không ăn được chứ không phải đói. Bây giờ làm sao tỉnh quan tâm phát triển nào, tạo điều kiện thế nào để dân kinh tế nó phát triển mạnh hơn. Mặc dù kinh tế đã đổi khác nhiều so với khi tái lập tỉnh, nhưng để có sự bứt phá mạnh mẽ hơn, các địa phương vùng phân lũ chậm lũ đã chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch cụ thể từng vùng, cùng sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tạo động lực để các xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trở lại đồng đất vùng rốn lũ Gia Minh, mặc dù đã có sự đổi thay, tuy nhiên với mong muốn nâng giá trị đất canh tác bình quân đạt 130 triệu đồng một hecta, thu nhập trên đầu người đạt 70 triệu đồng một năm vào năm 2025, song song với phát triển, mở rộng vùng thủy sản chuyên canh, xây dựng thương hiệu cá vùng trũng, địa phương cũng chú trọng quy hoạch, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vùng trồng lúa chất lượng cao, cây màu, đồng thời có nhiều chính sách để thu hút các tổ chức và cá nhân phát triển vùng trồng cây dược liệu. Trước khi vào về đây đầu tư, thì cái quỹ đất ở đây là chiêm trũng năm chỉ cấy lúa được một vụ. Cái khó khăn đầu tiên là cái triển khai làm hạ tầng ở đây là rất là khó, bởi vì cái chi phí phát sinh nó lớn.
nhưng với mong muốn để đưa kinh tế quê hương đi lên, cũng nỗ lực để đầu tư phát triển cái hạ tầng đây để làm sao mà cho nó cái thổ nhưỡng để phù hợp với triển khai trồng cây dược liệu để tạo hiệu quả kinh tế. Hiện nay diện tích tại vườn đây là cải tạo đến thời điểm này là được hơn 8 hectare, chuyên về ngải cứu và cây mùi già. Trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục xác định là giải quyết việc làm để nâng cao thu nhập, để nâng cao cái đời sống của người dân. Thì về nông nghiệp chúng tôi tập trung vào hai cái vùng sản xuất chính. Một là cái vùng sản xuất thủy sản, thì tập trung vào nâng cao cái giá trị của thủy sản, thì sẽ thông qua cái sản phẩm thủy sản để chế biến thành các cái sản phẩm thực phẩm để bán ra thị trường, nâng cao cái thu nhập cho nhân dân. Thứ hai là chúng tôi tiếp tục là quan tâm để nâng cao cái chất lượng vùng cây rau màu, đặc biệt là chuyển sang trồng cái cây dược liệu. Ngoài sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh và huyện, hàng năm các xã vùng phân lũ, chậm lũ cũng ưu tiên nguồn vốn hoàn thiện, cải tạo hệ thống thủy lợi. Đến nay bình quân mỗi xã đã làm được từ 10 đến 20 km đường nội đồng, kiên cố được trên 50 km kinh mương. Nhờ vậy đã giúp khâu điều tiết nước hợp lý hơn, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Nhờ đó đã tạo thuận lợi đưa máy làm đất, máy gặt đập liên hợp vào đồng ruộng. Nhiều xã còn duy trì cây lúa ngoài đê ăn chắc với năng suất đạt cao. Phát huy lợi thế nằm cạnh đê Hoàng Long và vùng đất bãi ven sông nên chăn nuôi cũng được người dân chú trọng phát triển với đàn gia súc gia cầm lên tới hàng trăm nghìn con. Mỗi xã đã quy hoạch bình quân trên 100 hectare đất trũng để chuyển sang mô hình lúa cá, thu nhập nhờ đó đã tăng cao. Trong quá trình phát triển sản xuất thì trên cơ sở cũng như các tuyến đường giao thông nội đồng của tỉnh đấy, thì đối với địa phương cũng định hướng các vùng, cái vùng về vấn đề lúa cá, cái vùng để cấy chuyên canh về lúa, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất đối với người dân để đời sống bà con nhân dân trên cái mảnh ruộng đó ngày càng phát triển và có thu nhập cao. Là vùng khó khăn đặc thù, nhưng với chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống, các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo còn được tiếp sức thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, giải ngân hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế. Từ nguồn vay ưu đãi từ 50 đến 200 triệu đồng, cùng sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm đã giúp các hộ tái đầu tư mở rộng sản xuất, mua thêm cây, con giống để phát triển kinh tế. Nuôi cá theo vụ và cải tạo theo mở rộng thêm bờ đập rồi là phát triển theo cái mô hình tự nhiên mình sẵn có. Quy mô hiện nay thì ao cá thì nó vào khoảng 18 mẫu và dê thì gần 100 con dê sinh sản. Thu nhập một năm bình quân vào khoảng 200 đến 300 triệu. Chúng tôi cũng bám theo cái chương trình nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cho vay, chú trọng đến các cái xã vùng lũ đấy để đưa đời sống bà con nhân dân phát triển bền vững. Thì sau khi cho vay thì các tổ chức cấp hội xã sẽ tiến hành đi kiểm tra vốn vay trong vòng 30 ngày. Qua theo dõi hàng năm thì đối với các hộ vay vốn thì sử dụng vốn vay có hiệu quả, đúng mục đích. Rõ ràng việc đầu tư hệ thống đê điều thủy lợi đã giúp điều tiết lũ rất hiệu quả. Từ đó đã trực tiếp làm thay đổi cuộc sống của người dân vùng phân lũ Nho Quan, Gia Viễn. Các xã đều đã xây dựng được mục tiêu, phương án để thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và sản xuất. Các xã vùng lũ cũng đang rất cần sự định hướng từ trên trong việc nghiên cứu về khả năng xóa các khu phân lũ, chậm lũ. Có như vậy mới mở ra thêm được những vùng đất có giá trị kinh tế cao, đời sống nhân dân vùng rốn lũ mới có sự bứt phá mạnh mẽ hơn. Sau khi rồi để đổi thửa thì cũng đã tạo được cái bước thuận lợi cho bà con đối với những cái vùng mà sản xuất người ta cũng đã có những cái liên danh liên kết với nhau, các cái hộ với nhau đã thành lập được các cái tổ hợp tác để tổ chức sản xuất rồi các cái cây trồng làm sao để đảm bảo được cái thu nhập được cao hơn và sản xuất theo cái quy hoạch theo vùng thì nó cũng đảm bảo được cái vấn đề chăm sóc cũng như là tưới tiêu rồi là vấn đề bảo vệ được cái cây trồng được tốt hơn. Từ sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo qua các thời kỳ, cùng sự chung sức vượt khó của nhân dân, kinh tế của các xã vùng phân lũ, chậm lũ huyện Nho Quan và Gia Viễn giờ đây đã đổi khác, lúa thóc đã đầy bồ, hộ nghèo giảm sâu, nhà cao tầng mọc lên san sát, diện mạo nông thôn ngày một thay da đổi thịt. Ai ai cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, niềm vui tự hào phấn khởi sau 30 năm tái lập đang lan tỏa trong mỗi người dân vùng rốn lũ.
Đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Những vấn đề cử tri đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.